Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Là đối với kênh Lê Quang Vlog, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một quán nướng hải sản ở bãi biển Kangmun thuộc thành phố biển xinh đẹp Gangneung. Đó chính là quán Gyeongsang Pucha, chỉ cách bãi biển có vài trăm bước chân. Lưu ý là quán mở cửa lúc 5 giờ chiều, vì thế các bạn đừng đến đây ăn sáng đó nha. Mùa hè mà tắm biển xong rồi lại lên đây ăn hải sản thì phải nói là đỉnh cao của cuộc sống. Quán khá là sạch sẽ, mấy cái ghế xanh đỏ tím vàng này làm mình cứ tưởng như đang ở Hawaii. Đầu tiên mình đã gọi phần Samtan Chukekui với giá 65.000 won. Từ từ mình sẽ cho các bạn thấy vẻ đẹp của em ấy. Banchan tuy chỉ có vài loại nhưng đủ để mình nhâm nhi uống trà đá đợi nhân vật chính. Mình có gọi thêm một bát mì hải sản với giá 10.000 won dành cho hai người ăn. Nước dùng được hầm từ hải sản nên rất đậm đà, hơi sệt sệt giống món bánh canh. Rau củ quả cắt nhỏ kết hợp với mấy con sò, thêm một vài miếng mực tươi và ba con tôm hơi bị lẻ. Ui là trời, ngon đến mức mà mình muốn làm thẻ thành viên trọn đời ngay tại đây. Và nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay đó chính là bắp và xúc xích. Ý lộn, sorry sorry các bạn, đó chính là set full hải sản 3 tầng, sò đẹp nhìn qua cũng thấy trên 10 con. Sò lông thì đếm mỏi tay cũng không hết, và cặp tôm uy nương tượng trưng cho tình yêu. Ở tầng trên cùng là sự kết hợp giữa mì Ý và bé sò tượng khổng lồ được tẩm nước sốt và ngập trong phô mai. Những em sò không được tẩm vị thì các bạn có thể chấm với chô chan hoặc nước sốt phô mai chua ngọt của quán nhé. Một lần nướng là phải full khay như thế này thì mới đã cái nư. Sò đẹp thì không nhiều quán được tẩm ướp gia vị đa dạng như ở đây đâu. Cảm giác sướng nhất là được nhìn lớp phô mai từ từ tan chảy và hòa quyện với nước sốt chua ngọt. Quá ngon luôn. Và kết thúc bữa ăn sẽ là em bào ngư vẫn còn đang đi popping lượn sóng như thế này. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai biểu em hấp dẫn quá làm chi. Theo cảm nhận của mình thì tuy giá có hơi đắt nhưng thật sự rất xứng đáng đến từng cm.